Xin chào tất cả các em. Chị đã quay trở lại cùng với chúng mình trong buổi phát trực tiếp của chiến dịch Gieo Văn ngày thứ 6. Bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào các em. Xin chào Hạnh Nguyên, xin chào Thanh Bùi, xin chào những bạn đầu tiên. Rất cảm ơn các bạn khi mà đã thu xếp thời gian để buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng ngồi lại với nhau và ôn tập những kiến thức thuộc chiến dịch Gieo Văn mà chị đã tổ chức được gần một tuần rồi đấy. Chỉ còn buổi sáng ngày mai nữa thôi là buổi sáng chúng mình sẽ tổng kết về chiến dịch này. Các bạn thấy thế nào? Các em thấy những ngày vừa rồi chúng ta cùng nhau dậy sớm học thuộc những cái nhận định này, chúng ta cùng nhau học dậy sớm mở rộng thêm những cái kiến thức của mình, thì các em thấy sao? Ok, xin chào các bạn. Xin chào dâu Tây, đúng không nhở? Biết đúng tên dâu Tây không? Quỳnh Anh này. Ở đây chị gặp rất nhiều những cái tên lạ này. Có lẽ không phải là những bạn thường xuyên dậy sớm cùng với chị, đúng không? Các em đã biết đến chiến dịch này chưa? Nếu như mà bạn nào không hay theo dõi ấy, là chỉ cần đến 12 giờ trưa là chị đã xóa những phần phát trực tiếp buổi sáng rồi. Chiến dịch dành riêng cho những bạn dậy sớm cùng với chị thôi. Ok. Rồi, Ngọc Trâm này. Ngô Nguyễn Khôi, xin chào em. Xin chào Lê Thảo. Các bạn ơi, nào, chúng ta đã đến với ngày thứ 6 của chiến dịch này rồi. Các em cảm thấy như thế nào? Gọi là chiến dịch này có cung cấp đến cho các bạn nhiều những cái kiến thức hay hay không? Hay là các bạn có thêm được một cái thói quen khi mà chúng mình dậy sớm để học thuộc hay không? Tất nhiên rồi, ở đây không phải là chúng mình học thuộc những phần phân tích mẫu, không phải là chúng mình học thuộc văn mẫu đâu, mà là chúng mình học thuộc những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng để chúng mình linh hoạt trong quá trình viết bài. Được không? Ngày mai em thi và tối nay không xem được à? Không sao, nhưng mà em phải tập trung ôn thi nhá, được không? Tập trung ôn thi và chị chúc em ngày mai sẽ thi thật là tốt, đạt kết quả như mình mong muốn, được không nào? Ok, xin chào Quỳnh Như, anh Thư này. Đó. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng mà chị cảm thấy là 6 ngày vừa rồi, hôm nay là ngày thứ 6, có nghĩa là trong một tuần này là một cái tuần mà mỗi buổi sáng thức dậy đều tự nhắc nhở mình là không biết là những kiến thức hôm nay mình đem đến các bạn có cảm thấy hứng thú hay không. Và phải cố gắng làm sao để giúp cho các bạn không bị bỏ phí 30 phút và 45 phút. Chắc là cũng phải lên đến 45 phút mỗi buổi sáng. Để 45 phút đấy trôi qua, các em đã có thêm cho mình những dẫn chứng mới và các bạn học thuộc luôn. Chị thật sự rất vui khi mà sau mỗi lần mà đọc nhiều lần một cái dẫn chứng nào đấy, ngước lên và thấy các bạn bình luận là em đã thuộc rồi. Rồi các bạn cảm thấy tâm đắc với những dẫn chứng mà mình được cung cấp. Đó là cái điều mà chị cảm thấy vui nhất khi mà tổ chức chiến dịch này. Và chị mong rằng là điều đó sẽ tạo cái bước đà để cho các bạn có thêm cái niềm yêu thích, có thêm cái sự chủ động trong quá trình chúng mình tìm tòi khi học môn văn nhé. Được không nào? Và các em hãy đồng ý với chị, đó chính là những phần dẫn chứng hay là những tác phẩm ở trong sách giáo khoa đều là những tác phẩm rất hay, rất sâu sắc rồi. Nhưng sẽ vẫn còn rất nhiều những tác phẩm khác nữa, sẽ vẫn còn rất nhiều những trang thơ, trang văn khác nữa. Và khi mà các em chịu khó tìm tòi và các em đọc ấy, thì chúng mình sẽ gia tăng được cái gì nhở? Gọi là cái trải nghiệm văn học của mình này, có thêm nhiều những dẫn chứng hay và có thêm nhiều những cái cảm nhận xoay quanh về một nền văn học. Trong quá khứ chẳng hạn, về một nền văn học thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hay là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hay là có rất nhiều những cái nhận định của những tác giả lớn. Đồng ý với chị không? Rồi, ok nhá. Đó là những cái cảm nhận ban đầu chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Mong là các em cũng có gọi là gặp gỡ chị ở đôi chút những cái niềm vui mừng đấy. Thứ hai nữa này, chị cũng muốn ôn tập lại một chút xíu cùng với các bạn. Chúng ta đã cùng nhau học những dẫn chứng liên quan đến bài thơ về tiểu đội xe không kính này, đoàn thuyền đánh cá này, ánh trăng này, đúng không? Rồi là bếp lửa nữa này. Chúng ta cũng đã có một cái buổi tổng ôn cái cách để chúng ta đưa những dẫn chứng đấy vào một tác phẩm cụ thể, vào những một cái bài viết cụ thể thì sẽ dẫn dắt như thế nào. Có rồi, đúng không? Nhá. Thì ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà gọi là tiểu kết lại
tiểu kết lại thôi, bởi vì là chiến dịch này thì gồm có hai phần mà, một phần dành cho nghị luận văn học và một phần dành cho nghị luận xã hội. Thì hôm nay là tiểu kết lại của nghị luận xã hội, đó là cái cách để chúng ta đưa những cái dẫn chứng mình có được vào trong một đoạn văn nghị luận xã hội. Thứ nhất là nó phải đạt cái tiêu chí là làm sao ạ? Không ảnh hưởng đến cái dung lượng đoạn văn của chúng mình. Không phải là chúng mình cứ tham, đó là đoạn văn viết đã rất dài rồi nhưng mà cảm thấy là mình muốn đưa nhận định này vào, mình muốn đưa thêm thật nhiều những cái nhận định vào để chứng tỏ là đây này, tôi có một cái kho nhận định nhiều và nó phong phú lắm. Thế xong rồi khiến cho đoạn văn của chúng ta trở nên lủng củng, thì đó không phải là tiêu chí của chúng mình. Cái tiêu chí thứ hai là chúng ta sẽ không đưa vào đoạn văn của mình những cái nhận định bằng những cái cách khô khan, hiểu không? Bằng những cái cách khô khan rồi xong trích ra xong rồi bỏ đấy, mà chúng ta sẽ phải hiểu được mình liên hệ mở rộng để làm gì. Đồng ý với chị không? Nhá. Ừ. Đồng ý với chị chưa nào? Rồi, ok. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiến dịch này. Rất là cảm ơn các bạn đã hiểu với những cái tâm trạng này, với những cái mong muốn của chị muốn chia sẻ cùng với các em. Được không? Nhá. Như vậy, vậy thì với ngày hôm nay, trong buổi sáng ngày hôm nay, đáng ra là chúng mình được lắng nghe những cái điều này vào buổi sáng ngày hôm nay cơ. Nhưng mà trong quá trình mà tổng hợp lại những cái nhận định để cung cấp đến với các bạn ấy, thì chị thấy rằng là trong 45 phút buổi sáng, học thuộc bao nhiêu cũng là không đủ đối với nhận định của nghị luận xã hội. Thật sự, bởi vì những cái vấn đề xã hội của chúng mình nó muôn màu vạn trạng, nó nhiều và nó phong phú lắm. Làm sao đây, khi mà 45 phút làm gì mà có thể học được nhiều và nó sẽ giúp cho các em áp dụng một cách hiệu quả được. Vậy nên là thay vì việc chị phát trực tiếp và chị truyền lạt với các em, thì coi như là một buổi sáng chị lắng nghe các bạn, thì thật sự rất xúc động và rất vui mừng khi mà các em vào tương tác vào cái thời gian buổi sáng đấy với chị rất là nhiều, rất là đông. Mỗi bạn để lại 1 đến 2 những cái nhận định mà các em vẫn hay ấn tượng và muốn đưa vào trong bài viết, muốn đưa vào trong đoạn văn nghị luận xã hội của mình. Ở đây chị có chép lại một số. Ở đây là chưa đủ đâu. Ở bài đăng đấy của chị, các bạn bình luận nhiều lắm và có những lời nhận định rất là hay. Được không? À, cái phần nội dung này em cũng có thể áp dụng với những đoạn văn nghị luận xã hội nếu như mà phần lớp 8 chúng mình học nhá. Được không? Bây giờ chị đang tập trung để hoàn thành cái chiến dịch này cùng với các bạn mà. Thì ở đây có một số những nhận định mà chị đã ghi lại được. Chỗ này là chắc chắn là chưa đủ, nhưng mà chị ghi lại một số những nhận định thuộc những cái gọi là, chị tạm thời phân loại nó ra những cái loại khác nhau, để một xíu nữa đây chúng ta đến với cái phần áp dụng thì các em sẽ có được những cái loại khác nhau đấy, để chúng mình định hướng dễ hơn trong việc tìm kiếm và chúng mình định hướng dễ hơn trong việc sử dụng trong đoạn văn nhá. Được không nào? Ok, ở đây này, các bạn lưu ý cho chị, chúng ta sẽ sang bên đây luôn, sau đó sẽ quay trở lại áp dụng và dẫn chứng. Thứ nhất này, chúng ta có cái phần nhận định ở trong nghị luận xã hội, thì đây được coi là một dẫn chứng cũng được, hiểu ý chị không? Những câu nói của những người nổi tiếng, những câu triết lý truyền động lực, truyền cảm hứng, thì đấy cũng được coi là một cái dẫn chứng, được coi là những cái điều mà cả cộng đồng đã công nhận rồi, hiểu không? Thì đấy cũng là một dẫn chứng, nhưng mà nó sẽ không đủ bởi vì nó mới chỉ dừng lại ở lý thuyết thôi. Cho nên là chúng mình vẫn sẽ phải cố gắng để đưa thêm những dẫn chứng người thật, việc thật vào để đảm bảo được cái sự thuyết phục cho bài viết của mình. Ồ, hiểu ý chị không? Ok nhá. Vậy nên là cái mục đích của việc đưa nhận định liên hệ mở rộng vào trong đoạn văn nghị luận xã hội, thứ nhất, đúng rồi, mục tiêu của chúng mình là để liên hệ và mở rộng ra thêm mà. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho cái cách diễn đạt của chúng mình có giàu hình ảnh hơn. Hiểu chị không? Thay vì các bạn nói là chúng ta phải kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, thì chúng ta nói là cuộc đời không thể không trải qua giông tố, nhưng việc của chúng ta đó chính là kiên trì, cố gắng và không được cúi đầu trước những giông tố ấy. Chúng ta mượn lời của nhận định của tác giả Đặng Thùy Trâm để chúng mình viết vào trong bài văn của mình, kiểu như vậy ấy. Đó chính là cái việc mà chúng mình tạo hình ảnh thêm cho cái việc diễn đạt của chúng ta. Diễn đạt làm sao nó không bị khô khan nữa, nó sẽ giàu hình ảnh hơn, sử dụng chính những cái hình ảnh ở trong những cái nhận định mà chúng mình có được, hiểu không nào? Vậy thì cũng có 3 cái vị trí mà chúng ta có thể áp dụng nhận định vào trong đoạn văn nghị luận xã hội các em nhé. Ở đây này, ở đây là chị hướng đến nhận định để liên hệ mở rộng, chứ không phải là nhận định nằm trong đề bài,
Các em phải hiểu được điều đấy nhé và phải phân biệt được. Ví dụ như là đề bài yêu cầu chúng ta bàn luận về ý nghĩa của một nhận định nào đó thì đấy chính là vấn đề nghị luận rồi, chứ đấy không phải là nhận định liên hệ mở rộng nữa. Các bạn phải hiểu và phân biệt được nhá. Không xong rồi đến lúc lại cứ thấy chị nhắc đến nhận định là bắt đầu quy chụp tất cả những cái nhận định xuất hiện đều là để liên hệ mở rộng. Như vậy là không phải rồi. Hiểu không nào? Nhá. Có nghĩa là nếu như mà đề bài yêu cầu chúng ta phân tích, yêu cầu chúng ta bàn luận về nội dung hoặc là ý nghĩa của một nhận định nào đó thì nhận định đấy chính là vấn đề nghị luận và chúng ta phải xoay quanh tất cả những cái từ ngữ ở trong nhận định đấy để chúng mình giải thích này rồi đưa ra bài học. Đúng không? Nhá. Còn ở đây là chúng ta để liên hệ và mở rộng. Vậy thì có những cái vị trí nào? Tất nhiên rồi, ở phần đầu đoạn các em hoàn toàn có thể sử dụng nhận định để chúng mình dẫn dắt vào cái vấn đề nghị luận của chúng ta. Đó cũng là một cái cách mở đoạn hay ho mà chị cũng đã cung cấp đến các em rồi. Đúng không nào? Ví dụ nhá, trong phần mở đoạn chúng ta có thể sử dụng những cái nhận định có nội dung mở. Nhận định có nội dung mở nghĩa là sao? Nghĩa là nó không đề cập đến cụ thể một vấn đề nào cả. Ví dụ nó đề cập đến giá trị sống của con người chẳng hạn. Ví dụ nó đề cập đến tình cảm giữa người với người chẳng hạn. Ví dụ nó đề cập đến cái khát khao mà con người muốn hướng đến những cái giá trị tốt đẹp chẳng hạn. Ví dụ như là nhà văn Phạm Lữ Ân đã từng viết: nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu. Hiểu không? Và để không hối tiếc vì những năm tháng đã trôi qua thì con người bắt buộc phải suy nghĩ về bài học này chẳng hạn. Xong rồi các em trích dẫn cái vấn đề đấy ra. Hiểu với chị không? Thì trong phần đầu đoạn là các em có thể sử dụng những cái nhận định có nội dung mở là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các em có thể sử dụng những cái nhận định gắn liền với vấn đề mình đang bàn luận. Ví dụ nhá, ví dụ ở đây này, đối với nhận định đó chính là chúng ta đã chỉ mãi kiếm tìm ở thế giới bên ngoài trong khi lại có cả một dải ngân hà tồn tại ở trong tim. Nghĩa là để nhận định này thì có nhiều những cái khía cạnh nó đề cập đến, nhưng mà nếu như chúng ta bàn luận về khía cạnh đó chính là cái niềm tự tin của chính bản thân mình ý, tự tin là chính bản thân mình ở trong cuộc sống, không bị gọi là không bị tự ti, mà ở đây chúng ta bàn luận về sự tự tin chẳng hạn, vậy thì các em có thể sử dụng nhận định này bởi vì nó đề cập đến trực tiếp cái vấn đề chúng ta đang bàn luận thì nó sẽ tạo thuận lợi cho quá trình chúng mình dẫn dắt từ nhận định đến vấn đề nghị luận. Hiểu không? Ok chưa? Đó là cách thứ hai nhá. Đó là cách thứ hai. Và với hai cách này thì cách làm của chúng mình này, hoặc là các em có thể trích dẫn nhận định đó ra trực tiếp luôn. Ví dụ như là mở đoạn thì các em mở ngoặc kép và trích dẫn ra luôn. Hiểu không? Trích dẫn ra xong thì chúng mình bắt đầu dẫn dắt. Có thể đó chính là như lúc nãy chị vừa nói đấy, đó là nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu chẳng hạn. Thì các em trích ra như thế xong, nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu. Câu nói hoặc là nhận định của nhà văn Phạm Lữ Ân nhắc nhở mỗi người để không có sự nuối tiếc, đúng không? Hoặc là để không xảy ra những việc đáng tiếc trong cuộc đời. Hãy cố gắng sống là chính mình, hoặc là hãy cố gắng sống tận hiến. Xong rồi chúng mình đề cập đến cái vấn đề nghị luận. Hiểu không? Nhá. Hoặc là chúng ta sẽ đưa cái phần dẫn dắt lên trước, xong rồi mới trích ra nhận định. Ví dụ như là cuộc sống của mỗi người, hoặc là không ai có thể cản được bước đi của thời gian, hoặc là không ai có thể cản được cái vòng quay của bánh xe thời gian. Vậy thì nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu. Để mọi niềm đáng tiếc không xảy ra, mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ nghiêm túc về bài học, xong rồi trích dẫn cái vấn đề nghị luận ra. Hiểu không nào? Ok chưa? Nhá. Các bạn hiểu ý chị không? Sử dụng nhận định để dẫn dắt trong phần đầu đoạn. Các bạn hiểu chưa? Các em ok chưa? Được không nào? Các bạn hình dung ra được chưa? Có hiểu phần chị vừa mới chia sẻ không? Các em ơi, các em xem đến đây các em có hiểu không? Các bạn đã nắm được chưa nào? Hiểu được thì cũng để lại phản hồi dưới phần bình luận để chị biết được nhá. Ok. Hiểu rồi thì chị mới chuyển sang phần tiếp theo được. Hiểu rồi đúng không? Em hay trích dẫn nhận định giống vậy để đưa vào bài làm. Đúng rồi. Đấy cũng là một cái cách để chúng ta mở đoạn một cách hấp dẫn hơn. Mở đoạn một cách đặc sắc hơn. Thay vì việc là chúng mình cứ nói là
trong cuộc sống của mỗi người hoặc là cuộc sống hiện đại ngày nay, những cái cách diễn đạt nó đã đi vào gọi trở thành cái lối mòn rồi, thì bây giờ mình làm mới mình đi cũng được mà. Ok nhá, xong cái phần đầu đoạn rồi này. Sang một cái phần rất là quan trọng, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nhận định trong phần thân đoạn. Thứ nhất là trong phần bàn luận ý. Trong phần bàn luận hoàn toàn các em có thể, trong quá trình chúng mình đang viết, chúng mình đang bàn luận, thì trích dẫn luôn cái nhận định đấy ra, coi như là một cái phần mình khẳng định vấn đề mình đang bàn luận. Chị lấy ví dụ nhá, ở đây có một câu nhận định đó chính là đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Thì chúng ta đang bàn luận có phải là bàn luận về cái vấn đề là phải chiến thắng nghịch cảnh không? Nhá, đúng không? Thì có kết hợp cả nhận định này và cái nhận định đó là nghịch cảnh không phải là tảng đá cản lối bước chân bạn, mà là thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Thì đầu tiên chúng ta nêu đó chính là cuộc đời của mỗi con người không thể tránh khỏi những cái khó khăn và vấp ngã. Đó không phải là bước đường cùng, hoặc là đó không phải là giới hạn khiến cho con người ta dễ dàng bỏ cuộc, mà mỗi người cần hiểu rằng nghịch cảnh không phải là tảng đá cản lối bước chân bạn, mà chính là thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Hiểu không? Đó là một cách. Hoặc là chúng ta khẳng định đó chính là con người không thể tránh khỏi, được không? Hoặc là con người không thể trốn tránh mãi với những khó khăn, thử thách, với những cái vấp ngã trong cuộc đời. Vậy thì thay vì cúi đầu trước giông tố, hãy chọn cách đối diện và dũng cảm vượt qua những giông tố ấy. Hiểu không? Chị cũng vừa đưa ra hai cách để chúng mình trích dẫn ra đấy. Thứ nhất là các em có thể trích dẫn nguyên si cái nhận định đấy ra, hoặc thứ hai là các em mượn những cái hình ảnh ở trong nhận định đó để chúng mình kết hợp cùng với cái mạch lập luận của chúng mình. Hiểu không nào? Ví dụ như vừa nãy là chị đã mượn cái hình ảnh là giông tố ở đây này. Cuộc đời mỗi con người không thể cứ trốn tránh mãi trước những khó khăn, thử thách, trước giông tố của cuộc đời. Vậy thì thay vì chọn cúi đầu gục ngã, tại sao ta không dũng cảm đối mặt để vượt qua những giông tố ấy? Hiểu chưa? Ok không? Nhá. Đó, đó là một cách. Cách thứ hai là như chị vừa mới nêu, đó chính là chúng ta trích dẫn nguyên si cái nhận định đó. Hiểu được rằng nghịch cảnh, hoặc là hiểu được rằng những cái khó khăn, thử thách là điều tất yếu trong cuộc đời, và đó là một cái cơ hội để rèn luyện chúng ta, rèn luyện khả năng kiên trì. Vậy nên nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn, mà là thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Hiểu không? Ok nhá. Đó, đó là việc mà chúng mình sử dụng nhận định trong phần bàn luận, hoặc là nêu ý nghĩa cũng là như vậy đấy. Hiểu không? Và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể coi nhận định đấy là một dẫn chứng. Đó là khi mà chúng mình đưa ra rất nhiều những cái dẫn chứng về người thật, việc thật rồi, thì các em có thể thêm một cái dẫn chứng là một nhận định. Đó chính là đúng như tác giả này đã từng nói. Hiểu không? Hoặc là như tác giả này đã từng nói, thì cái việc mà sau cái từ như đấy chính là việc chúng ta đang liệt kê rằng là những cái bậc vĩ nhân ở trên thế giới, những cái con người đã thành công ở trên thế giới rồi, họ cũng công nhận cái điều mà tôi đang bàn luận đây này. Hiểu không? Nhá. Họ cũng công nhận cái điều mà tôi đang bàn luận đây này. Đó. Các em hiểu ý chị không? Nhá. Các bạn hiểu ý chị không? Hiểu cái cách mà chúng mình sử dụng nhận định để liên hệ mở rộng trong phần thân đoạn chưa? Hiểu chưa nào? Ok nhá. Trong phần thân đoạn này chúng ta gọi là thiên biến vạn hóa luôn. Có nhiều cách để mình sử dụng mà. Chị vừa mới nêu ra một số cách để các em có thể áp dụng. Và bây giờ hãy cố gắng đi. Hãy cố gắng là chúng ta đã cùng nhau học thuộc rồi, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rồi. Vậy thì hãy biến những nhận định đó thành là của mình đi, là cái tài sản mà mình có học được này, là cái tài sản của riêng mình đi, bằng cách là trong những bài tập luyện hàng ngày, các em hãy cố gắng là tự nhắc nhở mình đưa phần nhận định này vào bài một cách phù hợp. Làm sao để bài viết của mình nó đặc sắc hơn, làm sao để bài viết của mình phong phú hơn. Được không nào? Ok nhá. Phần thân đoạn là như vậy, hiểu chưa? Phần thân đoạn thứ nhất là chúng ta có thể mượn cái nhận định đấy để khẳng định lại quan điểm của mình bằng cách là đưa vào phần bàn luận hoặc là nêu ý nghĩa. Hoặc chúng ta có thể coi nhận định đó như là một cái dẫn chứng để cho thấy cái sự đúng đắn trong quan điểm của mình. Cứ hiểu là những bậc vĩ nhân, những bậc đại tài hoặc những con người đã thành công trên thế giới, họ cũng công nhận điều mà tôi đang nói đây này.
Ok không? Rồi nhá, đó là trong phần thân đoạn. Cuối cùng này, đến với phần kết đoạn. Phần kết đoạn thì thường nó sẽ tạo sự lắng đọng hoặc là tạo ấn tượng cho người đọc khi mà nó đưa ra được cái thông điệp của bản thân em. Hiểu không? Vậy thì ở đây, phần kết đoạn này chúng ta cũng có thể mượn nhận định như là một cái phương tiện để làm gì ạ? Như là một cái phương tiện để chúng mình khẳng định lại cái thông điệp muốn gửi gắm đến bạn đọc. Và khi đó thì những nhận định mà có cái từ hãy ấy, mang tính kêu gọi ấy, sẽ gọi là hữu hiệu nhất ở trong phần này. Được không? Sẽ gọi là hữu hiệu nhất ở trong phần này. Ví dụ nhá, kết đoạn cho một đoạn văn viết bàn luận về vấn đề là chúng ta phải sống lạc quan, có cái lòng tin yêu đối với cuộc đời chẳng hạn. Vậy thì kết đoạn chúng ta có thể mượn luôn cái câu văn này, một cái câu nhận định này, đó là mỗi chúng ta hãy cố gắng thắp lên một ngọn nến còn hơn cứ nguyền rủa mãi bóng tối. Hiểu không nào? Ok chưa? Có cái từ hãy này vào, nó sẽ đem đến cho đoạn văn của chúng mình, và đặc biệt là phần kết đoạn, có một cái âm hưởng, đó chính là kêu gọi mọi người, nhắn nhủ mọi người. Hoặc là có một câu nói của Pavel ở trong tác phẩm Thép đã tôi thế ấy, đúng không? Cái quý nhất của con người là sự sống. Hãy sống sao cho, đấy, hãy sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Hiểu không? Kiểu như vậy đấy. Đó chính là những cái nhận định mà có cái từ hãy này này, nó sẽ khá là phù hợp khi mà đặt ở cuối đoạn văn. Khi mà đặt ở cuối đoạn văn để tạo cái âm hưởng là kêu gọi, tạo cái âm hưởng là truyền động lực, tạo cái âm hưởng là chia sẻ và gọi là tất cả chúng ta hãy cùng nhau làm như vậy đi. Ok chưa nào? Nhá. Đó. Đó là một cách này. Cách thứ hai là chúng ta có thể chọn những cái nhận định cũng có cái nội dung mở giống như ở phần mở bài này, để gọi là phần một cái phần kết lại lắng đọng và nhẹ nhàng cho đoạn văn nghị luận xã hội của mình. Để đừng lạc lõng giữa mênh mông, em biết không, đường đi nào rồi cũng tới rạng đông. Được không nào? Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng những cái nhận định ở đây. Ví dụ nhá, cái câu nhận định này chẳng hạn: con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Ở đây chưa đủ đúng không? Mà để ghi dấu lại trên cuộc đời đúng không nào? Cái phần nhận định này, cái vế này thôi là chưa đủ. Chị nhớ là như vậy đấy. Thì các em có thể xem lại nhá, để bổ sung lại đủ, để chúng ta có được một cái nhận định đầy đủ về cái vấn đề là chúng ta trong cái quá trình sống của mình, thay vì việc là sống mà như những cái hạt cát vô danh, sống mà không để lại gì cho đời, thì hãy cố gắng cống hiến tất cả những gì mà mình có, sống một cách tận hiến, sống một cách nhiệt tình, để chúng mình để ghi dấu lại ở cuộc đời bằng cái tình yêu thương của mọi người. Thì chúng ta có thể sử dụng cái nhận định này để kết đoạn. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng nhận định ở đây thì không có nhiều những cái nhận định phù hợp, đúng không? Chỉ có mỗi nhận định đầu tiên này có từ hãy thì nó mang cái âm hưởng phù hợp với phần kết đoạn thôi. Còn lại những nhận định này chúng ta có thể linh hoạt sử dụng trong phần mở đoạn hoặc là thân đoạn các em nhé. Được không nào? Nhưng mà các bạn có hiểu ý chị không? Ok chưa? Các bạn hiểu ý chị không? Nhá. Và hãy cố gắng là chúng mình có nhận định thì hãy cố gắng là nhớ được tên của tác giả nữa. Khi ở nhà em thuộc rồi mà đến lúc đi thi cứ nhớ nhớ quên quên, cứ nhớ được nửa câu mà lại không nhớ tên tác giả nên cứ câu nhớ câu quên. Để tránh được cái tình trạng đó ấy, thì bây giờ chúng mình đầu tiên là các em có một cái quyển sổ ghi lại để em học thuộc rồi đúng không? Vậy thì ngày nào cũng phải đọc nó nhá. Ngày nào cũng phải đọc nó. Và khi mà chúng mình đối diện với những cái đề luyện tập ý, trước khi chúng ta xem tài liệu thì hãy tự lục lại trí nhớ của mình, coi như là một lần kiểm tra xem là chúng ta nhớ được bao nhiêu, phần nào còn thiếu, phần nào còn yếu, phần nào cần phải bổ sung. Nó sẽ xuất hiện ngay ở những cái lúc mà chúng ta tự kiểm tra như vậy đấy, Huyền Trang nhá. Được không nào? Rồi, ok. Đó, đấy là những cái phần, đấy là những cái cách mà chúng ta sẽ đưa nhận định vào trong đoạn văn nghị luận xã hội các em nhá. Nó không có gì là quá khó khăn đâu, chỉ là có một số những lưu ý như thế này các bạn ghi nhớ giúp chị này. Thứ nhất là chúng ta sẽ không quá chú trọng vào cái phần này nhá.
Chị đã nói rồi, đó chính là trước khi nghĩ đến liên hệ mở rộng là chúng ta phải viết đúng, viết trúng được vấn đề nghị luận đã, viết sâu, viết kỹ về vấn đề đó đã, sau đó hãy nghĩ đến chuyện liên hệ mở rộng. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, khi mà đã tự tin và muốn liên hệ mở rộng rồi thì chúng ta có thể áp dụng linh hoạt một trong những cách này, chứ không phải là chỉ có một cách duy nhất để chúng mình liên hệ mở rộng đâu. Và những cái mà chị chia sẻ với các bạn ở đây này cũng chỉ là những cái trường hợp rất phổ biến để các em có thể hình dung ra và áp dụng được thôi. Còn rất nhiều những trường hợp khác, rất nhiều những cái tình huống khác mà chúng ta gặp trong quá trình làm bài nữa mà. Miễn sao là các em có một cái tâm thế thoải mái đi. Chúng ta cứ tự tin vận dụng hết những gì mà mình có, thì khi đó tự nhiên rằng những cái ý ở trong nhận định nó đã xuất hiện trong đầu của chúng mình, có thể là không xuất hiện đầy đủ toàn bộ, thì chúng ta lại vận dụng một cách linh hoạt là mượn những cái hình ảnh ở trong nhận định đấy. Được không? Ok nhá. Rồi, vậy là buổi ngày hôm nay chị đã cùng với các bạn này, chúng ta học cái cách để đưa những cái nhận định vào trong đoạn văn nghị luận xã hội như thế nào, vào từng những cái vị trí khác nhau này như thế nào, một số những cái lưu ý trong quá trình sử dụng nhận định của đoạn văn nghị luận xã hội. Chị mong rằng là các em hiểu được nhá. Đúng rồi đấy, đúng rồi, Quỳnh Anh bổ sung đầy đủ cái nhận định đó nhá. Em bổ sung lại đầy đủ nhận định đó nhá. Chị cũng thấy là sáng nay Quỳnh Anh bình luận cái vế đầu tiên đấy, nhưng mà cái vế đấy là chưa đủ đâu. Đúng rồi, họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác. Rồi, ok. Các bạn có hiểu không nào? Các bạn hiểu nội dung bài buổi học ngày hôm nay chưa? Đây cũng là ngày gần cuối của chiến dịch của chúng mình rồi đấy. Sáng mai chúng mình gặp lại nhau thì các em muốn chị trao đổi về vấn đề gì? Được không? Bây giờ càng về cuối chiến dịch thì thời gian nó lại dông dài hơn, nên chị muốn lắng nghe các em nhiều hơn. Các bạn muốn sáng mai chúng mình gặp nhau thì sẽ bàn luận về vấn đề gì bây giờ nhỉ? Vẫn sẽ phải liên quan đến liên hệ mở rộng trong bài viết của mình nhá, chứ chúng ta sẽ không la cà sang những vấn đề khác. Đây là chiến dịch gieo văn, hay còn gọi là chiến dịch liên học cách liên hệ mở rộng trong nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Rồi, ok. Hiểu rồi này. Các nhận định văn học à? Các nhận định văn học, ý em có phải là những cái nhận định mà có thể sử dụng thường hay là sử dụng trong những cái đề mà liên quan đến vấn đề lý luận văn học nữa, đúng không? Ok, chị hiểu. Vậy thì sáng ngày mai chúng ta sẽ trao đổi một chút xíu về vấn đề đó nhá. Về cái cách để chúng ta học những cái nhận định đấy như thế nào. Chị biết rằng là các bạn có mênh mông, có rất nhiều những cái nhận định khác nhau, nhưng mà chúng mình lại không biết khai thác, và đặc biệt là khi đi thi thì quên hết. Những cái tinh túy, những cái hay ho nó cứ ở đâu hết rồi ấy, và lúc cần thì không có. Hiểu không? Thì sáng ngày mai chúng ta sẽ trao đổi một chút xíu về vấn đề đấy nhá. À, làm thêm chiến dịch luyện đề à? Ok. Ok các bạn nhá. Đâu rồi, để chị xem là có nhiều những cái vấn đề các bạn muốn chia sẻ này. Thứ nhất là nhận định liên quan đến lý luận văn học, cách để làm sao chúng ta thống kê lại và học nó thuộc được, thì ngày mai chị sẽ ngồi lại chia sẻ cùng với các bạn này. Cái thứ hai, đâu rồi, à, Nguyễn Văn Quý đang rất là khao khát chia sẻ cùng với các em một cái nhận định à, hay là như nào đây nhở? Xin hãy yêu cây như yêu mảnh đất này, một cái nhận định liên quan đến cái vấn đề về môi trường và thiên nhiên nữa, đúng không? Có phải là yêu cây không Quý ơi, chị nói có đúng không nhở? Đó, à, phân tích bài thơ à. Chị nói rồi, những cái vấn đề mà chúng ta không liên quan đến phần liên hệ mở rộng này thì chị sẽ sắp xếp và tổ chức những cái chiến dịch khác sau, được không? Còn nội dung buổi ngày mai nó sẽ chỉ tập trung vào vấn đề liên hệ mở rộng trong bài viết của chúng mình thôi. Ok. Ôn lại đúng không? Tất nhiên rồi, chúng mình sẽ cần phải tổng ôn lại. Ôi, nhiều bạn không biết phân tích thơ nhở? Ok. Rồi,
chị đang thấy được cái nhu cầu của các bạn ở đây rồi đấy. Đó cũng không phải là chỉ là nhu cầu đâu, mà đấy là một cái vấn đề rất là bất cập đấy. Khi mà bây giờ chúng mình sắp hết học kỳ 1 rồi mà bây giờ lại chia sẻ với chị là em không biết phân tích thơ thì thật sự rất là gay go. Rồi, ok. Chị đã hiểu là mong muốn của các bạn rồi. Thứ nhất là trong buổi ngày mai chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Một là tổng ôn lại từ đầu chiến dịch đến giờ. Và cái thứ hai là lại trò chuyện mở rộng thêm về lý luận văn học đối với những bạn mà đam mê này, đối với những bạn mà thi học sinh giỏi. Được không nào? Đó nhá. Và cái thứ hai nữa nhưng không nằm trong buổi ngày mai, đó chính là chị sẽ sắp xếp thời gian tổ chức những chiến dịch liên quan đến nghị luận văn học. Ở đây các bạn đang gặp vấn đề rất là nhiều đây này. Những cái vấn đề căn bản như là phân tích thơ, cảm nhận thơ là còn nhiều bạn vẫn còn chưa biết lắm. Vậy thì chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, và nếu như mà có chiến dịch mở ra thì các em hãy cố gắng theo dõi ở trên fanpage để nắm được cái thông tin nhanh nhất nhá. Được không nào? Mai thì chúng mình vẫn gặp nhau lúc 5:15. Chỉ có duy nhất hôm nay thôi là chị thực sự rất bối rối, không biết phải làm sao với cái nội dung mà nếu như không để cho các em chia sẻ trước thì chị cứ chỉ cung cấp một cách thụ động, kiểu như các bạn tiếp nhận một cách thụ động như thế thì nó sẽ rất khó. Cho nên buổi hôm nay sẽ là cái buổi duy nhất mà chúng mình chia sẻ với chị trước, sau đó chị mới tổng kết lại sau. Hiểu không? Còn buổi ngày mai chúng mình vẫn sẽ gặp nhau lúc 5:15 buổi sáng nhá. Nhớ đấy, nhớ là thức dậy để gặp chị nhá. Không phải là tất cả các buổi học đều rất hăng hái, xong rồi đến buổi cuối cùng là để lại mỗi mình chị ngồi nói một mình đâu. Ok. Rồi. Em cứ yên tâm nhá. Yên tâm ở đây không phải là khuyên các bạn là chủ quan đâu, mà yên tâm đó là các em không một mình. Trong quá trình các bạn học tập và ôn thi thì các bạn vẫn có rất nhiều các anh chị đang đồng hành với các em mà. Cho nên là đừng ngại ngần nói ra những cái khó khăn của mình nhá. Được không? Không, chị thấy buổi sáng các bạn dậy sớm lắm. Buổi sáng các bạn dậy sớm và cái tinh thần học nó khác hẳn so với buổi tối luôn. Mai chủ nhật lại dậy muộn à? Không, chị thấy chủ nhật hôm vừa rồi ấy, các em dậy sớm mà. Các bạn dậy sớm mà kiểu như là không có ai gọi dậy sớm, kiểu như dậy tự nhiên được ấy. Tự dậy sớm được, xong rồi dậy sớm xong rồi lại tiếp xúc luôn với văn học. Còn gì tuyệt vời hơn nhở? Đấy, à, hôm nay em đợi lại chả thấy chị đâu. Chị đăng luôn mà, chị đăng luôn một cái phần bài viết ở trên trên fanpage này luôn, để tổng hợp những cái nhận định mà các em ấn tượng. Vậy thì thử đi, Mai Vy, em thử luôn. Thử luôn xem là ngày mai mình có đủ quyết tâm để có thể dậy được không. Mình đã bỏ lỡ qua rất nhiều rồi, vậy thì ngày mai gọi là một cái cơ hội cuối cùng ở trong chiến dịch này đấy. Hãy cố gắng dậy cùng với chị nhá, Mai Vy nhá. Thế thì toi, các bạn trốn đi ngủ, đi chơi hết, còn mỗi mình chị. Được không nào? Rồi, ok. Chia sẻ một chút xíu vui vẻ với các bạn như vậy để chúng mình lấy lại tinh thần nhá. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Tất cả những điều gì mà liên quan đến nhận định ở trong nghị luận xã hội thì chị đã chia sẻ trong buổi ngày hôm nay cùng với các bạn. Hãy cố gắng tổng kết lại những điều gì mình học được, được không? Những điều gì mình học được và các em ghi lại vào trong cái cuốn sổ cá nhân của mình. Chứ đừng chỉ lắng nghe thụ động không. Hãy cố gắng ghi chép lại nhá. Và ghi chép như thế nào thì chị cũng đã hướng dẫn các bạn rồi này. Được chưa nào? Ok. Đó. Rồi. Còn lại thì những nội dung liên quan đến chiến dịch này, sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và nếu như còn điều gì thắc mắc liên quan đến liên hệ mở rộng thì các em cũng hãy liệt kê lại ra nhé, để ngày mai hỏi chị và chị sẽ giải đáp hết. Ok chưa nào? Còn bây giờ thì để dành thời gian để các em nghỉ ngơi. Cũng là cái khoảng thời gian cuối tuần rồi, hãy cố gắng dành cho mình những cái thời gian để chúng mình nghỉ ngơi, tạo cho mình một cái tâm thế nó thoải mái nhất, thì khi đó chúng ta học tập nó mới không bị áp lực được. Cố gắng lên các em nhé. Rồi. Ngày mai hãy gặp lại chị vào lúc 5:15 cũng ở trên fanpage này, phát trực tiếp, và chị mong rằng ngày mai sẽ là ngày mà có nhiều bạn vào học cùng với chị nhất. Chị sẽ cố gắng tổng ôn lại tất cả những cái kiến thức mà các em đã bị bỏ lỡ trong những ngày vừa qua. Và thêm nữa là chúng ta sẽ ngồi lại với nhau nói chuyện nhiều hơn về các nhận định liên quan đến lý luận văn học nữa. Nếu như thấy hấp dẫn với điều đó thì hãy cố gắng và quyết tâm dạy cùng với chị nhá. Được không nào? Ok, ok. Rồi, có vấn đề gì ngày mai chúng ta sẽ lại chia sẻ tiếp. Còn bây giờ thì chúc các em ngủ ngon và... gì nhở?
Bây giờ thì sẽ chúc các em ngủ ngon và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau. Ok không nào? Rồi, bye bye. Ngủ ngon nhá.